Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 3 Môi-se và bụi gai cháy. Môi-se chăn bầy chiên của Giê-chu, ông gia mình, và là thầy tế lễ Madian. Ông dẫn đàn chiên đến mé xa của sa mạc và đến gần Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Ở đây, thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với ông trong một ngọn lửa giữa bụi gai đang cháy. Môi-se nhận thấy bụi gai cháy nhưng không tàn rụi. Vì vậy, Môi-se tự nhủ: ta lại đó xem hiện tượng kỳ lạ này, tại sao bụi gai cháy mà không tàn? Chúa thấy Môi-se lại gần để xem. Đức Chúa Trời từ bụi gai gọi ông: Môi-se, Môi-se. Môi-se đáp: dạ, con đây. Chúa phán: đừng lại gần, cởi dép ra, vì chỗ con đứng là đất thánh. Rồi Chúa phán tiếp: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Nghe vậy, Môi-se che mặt lại vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Chúa phán: ta thật đã thấy hết nỗi khổ nhục của dân ta tại xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng ta thán của họ vì những tên cai nô, và ta lưu ý đến nỗi thống khổ của họ. Vì vậy, ta xuống để giải cứu họ ra khỏi tay người Ai Cập và đem họ vào xứ tốt đẹp, rộng rãi, xứ tuôn tràn sữa và mật ong, là đất của các dân Canaan, Hethit, Amorit, Perizzit, Hevit và Jebusit. Tiếng kêu của dân Israel đã thấu đến ta, và ta đã thấy cách dân Ai Cập áp bức họ. Vậy, con hãy đi, ta sai con đến với Pharaon để đem dân ta ra khỏi Ai Cập. Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: con là ai mà dám đến với Pharaon để đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đức Chúa Trời phán: ta sẽ ở với con, và đây là dấu hiệu cho con biết chính ta đã sai con. Khi con đã đem dân ta ra khỏi Ai Cập, các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên chính núi này. Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: dạ thử, con đến nói với dân Israel, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta sai tôi đến với anh chị em và họ hỏi con: ngài tên chi? Thì con phải trả lời thế nào? Đức Chúa Trời đáp: ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Đây là điều con phải nói với dân Israel: đấng tự hữu, hằng hữu sai tôi đến với anh chị em. Đức Chúa Trời cũng bảo Môi-se: con hãy nói với dân Israel: Chúa, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob đã sai tôi đến với anh chị em. Đó là danh hiệu vĩnh viễn của ta. Danh hiệu phải được ghi nhớ từ thế hệ này đến thế hệ khác. Con cũng hãy triệu tập các bô lão Israel và nói với họ: Chúa, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob đã hiện ra với tôi và phán rằng: ta đã chăm nom các con và đã thấy rõ cảnh huống chi các con đang chịu đựng trong xứ Ai Cập. Ta đã hứa đem các con ra khỏi cảnh khốn cùng ở Ai Cập và đem các con vào đất của các dân Canaan, Hethit, Amorit, Perizzit, Hevit và Jebusit, là đất tuôn tràn sữa và mật ong. Các bộ lão Israel nghe theo con, rồi con và những người đó sẽ yết kiến vua Ai Cập và nói với vua: Chúa, Đức Chúa Trời của người Hebrew đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để dâng tế lễ cho Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng ta biết vua Ai Cập sẽ không để cho các con đi nếu ta chưa dùng tay quyền năng bắt buộc vua. Như vậy, ta sẽ đưa tay, ta đánh dân Ai Cập với các phép lạ.
Ta sẽ làm giữa vòng họ, rồi đến cuối cùng, họ sẽ để các con ra đi. Ta cũng sẽ khiến dân Ai Cập có thiện cảm với các con. Khi rời xứ đó, các con sẽ không ra đi tay không. Phụ nữ Israel sẽ hỏi xin hàng xóm láng giềng và phụ nữ sống trong nhà họ những món nữ trang bằng bạc, bằng vàng và áo sống để mặc cho các con trai con gái mình. Như vậy các con sẽ lột trần dân Ai Cập.